Xin chào các bạn, mình là thấy Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ những dự án IEO, những dự án IDO uh, cũng như các dự án AROP uh, đến từ nhiều nền tảng khác nhau, uh, uy tín và chất lượng, cũng như chúng các dự án đến từ các nền tảng giao dịch uh, Các bạn đừng quên là đút like, subscribe kênh, chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất và những thông tin bổ ích về crypto uh, mình muốn chia sẻ đến với anh em Nội dung video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng BST Một nền tảng mà đang được cộng đồng đông đảo cộng đồng rất là quan tâm Với rất nhiều các cái dự án chất lượng Như các dự án em đây, các dự án Lopat Cũng như có rất là nhiều hin coi, coi, đang nít ở trên sàn BST Và BST được đánh giá là một trong năm nền tảng mà uh, có tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong năm vừa qua đây là một cái nền tảng mà cực kỳ uy tín luôn và cũng như là nền tảng mà kênh chúng ta đang hướng tới rất là nhiều trong rất nhiều video và rất nhiều bài chia sẻ ở trên các mạng xã hội như youtube, telegram và twitter cũng như facebook mình cũng thường xuyên nhắc đến mc như một cái tên rất là huyền thoại và dự án và mc chúng ta có một cái đồng coi với x ở thời điểm video đang là một trong những cái đồng coi mà có sự tăng trưởng rất ngoài mục, admin đã nhắc anh em mua từ lúc một đô và cho đến nay thì msc đã lên tới giá là ba đô. Um, đó là cái giới thiệu sơ qua về msc. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chính của video đó là hướng dẫn cho anh em cách đăng ký và hoàn thành phần kc xác minh danh tính ở trên nền tảng msc. Thưa các bạn để đăng ký và kc xác minh danh tính trên nền tảng msc thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Ninh sẽ dẫn các bạn đến với phần đăng ký. Các bạn sẽ điền tên uh, thông tin đăng ký ở dòng đầu tiên. Chúng ta sẽ điền email. Hai dòng còn lại các bạn điền mật khẩu và xác nhận là mật khẩu. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là điền nhé. Chúng ta sẽ điền email, điền mật khẩu, xác nhận mật khẩu và sau đó chúng ta vào phần get code. Kéo thanh các tra từ phía bên này. Giờ sẽ có một cái code gửi về chúng ta qua email nhé. Đây bên trong gửi mail các bạn sẽ nhận được cái đoạn code này ta copy đoạn code này và các bạn uh, sẽ paste code vào trong cái ở uh, mục file code xác thực uh, bằng cách là chúng ta sẽ tích mục là để đồng ý ở các cái điều kiện của MSC khi đăng ký tài khoản chúng ta sẽ nút sign up và đăng ký của chúng ta uh, đã hoàn thành bây giờ đây các bạn có thể là chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản luôn nút login, kéo thanh captcha sang phía bên này ok à, khi ta đang đăng nhập thì vì các bạn chưa tạo bỏ mật 2 a cũng chưa liên kết số điện thoại nên sẽ có một cái cốt gửi về chúng ta qua email bên trong email chúng ta sẽ lấy phần cốt cũng tương tự như phần đăng ký chúng ta sẽ điền lại phần cốt cho mình nhé OK, à, lúc này chúng ta sẽ ấn vào avatar blockchain chọn phần vary infinity. Ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức KC, hình thức thứ nhất đó là các bạn xác minh nâng cao, thì hình thức này sẽ ta tăng hạn mức các bạn lên tới là 100 bit. Và cái hình thức này thì các bạn cần phải xác minh cơ bản trước. À, thì mình đang để tiếng Anh, đấy, nếu mà bình thường sẽ gọi là như tiếng Việt dịch ra ở trên ở bên uh, máy sẽ là phần KC nâng cao và KC chính, đấy, được chưa? Ờ, đây bây giờ mình sẽ để lại tiếng Anh vì là khi KC các bạn lên tiếng Anh thì việc KC các bạn nó sẽ dễ hơn. Tại sao như vậy thì nữa mình sẽ giải thích cho anh em. Thì đối với phần xác minh chính là phần xác minh đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải làm. Thì phần này sẽ giúp các bạn gia tăng cái hạn mức 24 giờ ừ. rút nạp rút lên tới là 20 bit. là chúng ta sẽ vào rút fare. Ờ, trước khi đến phần ri thì mình xin lưu ý cho anh em một chút là bởi vì do chính sách uh, cộng đồng của YouTube chính sách chống cùi rối và ban làm cho nên tất cả những video KSC và những cái video hiện nay của admin ở trên kênh sẽ không bao giờ xuất hiện phần địa chỉ của admin hoặc một địa chỉ nào khác để tuân thủ chính sách của cộng đồng của YouTube vì mình cũng muốn làm cái gì cũng phải tuân thủ quy định cũng như chính sách kể cả về quy định của YouTube hay bất cứ một quy định nào trong bất kỳ một cái luật chơi và sân chơi nào Đấy. thế thì đối với phần KSC này chúng ta sẽ trước tiên là chúng ta sẽ chọn phần quốc tịch ở đây thì uh, các bạn uh, nếu ở Việt Nam ta chọn Việt Nam đối với phần KC uh, uh, chúng ta sẽ có ba hình thức KC thứ nhất là bằng lái xe thứ hai là ID card tức là chứng minh và thứ ba là passport là hộ chiếu thì nếu anh em dùng ID card ta sẽ chọn vào mục ID card Đấy, tức là chứng minh của căn cứ công dân uh, tại sao mình lại nói anh em là chúng ta phải dùng tiếng Anh bởi vì như sau anh em thấy này nếu như tiếng Việt ấy, thì cái phần này nó sẽ không thể là chính xác được Đấy, các bạn thấy thấy là first name thì bao giờ cũng phải là điền phần họ Phần này sẽ là phần điền phần họ và phần last name thì bao giờ sẽ là phần tên đệm và tên Và dĩ nhiên là chúng ta kc xác minh anh tính ở bất kỳ một sản dịch nào Vẫn là định dạng tiếng Anh không giấu Với những cái chữ cái đầu viết hoa của phần tên Ví dụ mình trần thế anh ấy Thì cái tên thì chữ T viết hoa Chữ chữ, các chữ T của, trong phần họ viết hoa này Chữ T trong phần tên đệm viết hoa này Và chữ A trong phần uh, uh, tên của mình viết hoa, được chưa? tiếp theo là phần ID number chính là số chứng minh hoặc là số hộ chiếu hoặc số căn cước công dân các bạn điền vào đây đúng với giấy tờ của các bạn phần ngày sinh thì các bạn sẽ chọn ở đây Đấy. Ờ, các bạn có thể ấn vào phần năm ta sẽ kéo nhanh là cái phần năm các thứ và chọn ngày tháng các thứ chính xác luôn được chưa Đấy. rồi ở phần phía dưới đây thì chúng ta sẽ có phần photo ID photo thì ở uh, mình thấy là trong tất cả những sản dịch hiện nay thì MSC có cái phần xác minh cơ bản nó đơn giản nhất hay là phần xác minh chính đơn giản nhất và chỉ cần các bạn xác minh chính là các bạn đã tham gia được em đây tham gia lao bình thường rồi và thậm chí là giao dịch ở cả OTC luôn đấy. thế thì anh em sẽ gửi cái ảnh mặt trước của chứng minh hoặc uh, phần nội dung bên trong của hộ chiếu trong cái ảnh này uh, cho họ là được đấy rất đơn giản thôi không cần phải cầm giấy viết tay gì cả đúng không ạ đó thì anh em uh, có thể uh, thấy là việc uh, KC của SC thì mình cũng đã hướng dẫn rất là cơ bản cho anh em rồi Ờ, mình có thậm chí là không cần phải hướng dẫn trên điện thoại nữa bởi vì là cái cây si điện thoại và máy tính thì hoàn toàn tương tự nhau đấy mình hy vọng là trên kênh chúng ta thì tất cả anh em sẽ đều biết cách để chúng ta đăng ký vào thành một cây si máy tính tính trên máy một nền tảng rất là năng động ở thời điểm hiện tại cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn tiếp theo